Di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho quê hương Quảng Bình. Từ một khu rừng đặc dụng giữa đại ngàn Trường Sơn, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã vươn lên thành vườn quốc gia lớn nhất cả nước, đồng thời được UNESCO 2 lần công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Có được kết quả đó là nhờ vào sự cống hiến nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và đặc biệt là thế hệ đoàn viên thanh niên của Đoàn Cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đoàn Cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được thành lập theo quyết định số 116 QĐ-HD ngày 5 tháng 9 năm 2002 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Bố Trạch. Ban chấp hành Đoàn Cơ sở Vườn Quốc gia khi ấy do đồng chí Đinh Huy Trí làm bí thư. Năm 2019, Đoàn Cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trực thuộc Đoàn khối Cơ quan tỉnh Quảng Bình. Trong suốt 19 năm hoạt động và phát triển, tập thể đoàn viên Đoàn Cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã có nhiều đóng góp cho công tác quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho các thế hệ mai sau. Tôi là bí thư đoàn cơ sở đầu tiên của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, được thành lập cùng với sự ra đời của tổ chức bộ máy quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Vào thời điểm đó là trực thuộc huyện đoàn Bố Trạch. Khi mới thành lập thì rất là nhiều khó khăn, thử thách, nhưng mà cùng với sứ mệnh của Đảng, Nhà nước và tập thể đoàn viên thanh niên của vườn giao phó thì tôi đã viết những cái cam sự đầu tiên, và từ đó cho đến nay tôi rất là vui mừng nhận thấy cái sự trưởng thành của thế hệ trẻ, đặc biệt vai trò dẫn dắt của ban chấp hành Đoàn Cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã đóng góp rất lớn cho cái sự nghiệp xây dựng, phát triển, trưởng thành của đội ngũ cán bộ của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hiện nay, và đóng góp vào cái sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản thế giới trong những năm qua, và đóng góp rất lớn mạnh, rất là nhiều cho cái sự phát triển của địa phương. Đoàn Cơ sở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng hiện nay gồm có Ban chấp hành đoàn cơ sở với 12 đồng chí và 4 chi đoàn trực thuộc, gồm chi đoàn hạt kiểm lâm, chi đoàn văn phòng ban quản lý vườn quốc gia, chi đoàn trung tâm cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật và chi đoàn trung tâm du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, với gần 90 đoàn viên hiện đang là các công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các phòng, ban, đơn vị trực thuộc của Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Chi đoàn hạt kiểm lâm là một trong những chi đoàn tiên phong, xung kích và trực tiếp tham gia thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đoàn viên của chi đoàn đã có nhiều đóng góp rất lớn trong công tác tuần tra, bảo vệ rừng, đấu tranh xử lý vi phạm, kiểm tra truy xuất lâm sản, ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát đa dạng sinh học và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. Trong những năm qua, đoàn viên chi đoàn văn phòng Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là một trong những lực lượng trí thức trẻ tham gia và có nhiều cống hiến cho công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cải cách thủ tục hành chính với nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo, nhiều giải pháp tham mưu hiệu quả và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Với sự đa dạng và phong phú của hệ động vật, thực vật trong Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đoàn viên chi đoàn Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật đã hăng hái tham gia và cống hiến rất lớn cho công tác cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn các loài sinh vật, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm, góp phần đắc lực vào công tác bảo tồn các giá trị sinh học của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trong những năm qua, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách trong và ngoài nước. Có được kết quả đó là nhờ một phần đóng góp rất lớn của đoàn viên chi đoàn Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng. Với sự năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo của mình, chi đoàn Trung tâm Du lịch đã có nhiều cống hiến trong công tác quảng bá hình ảnh du lịch Phong Nha Kẻ Bàng hấp dẫn, thân thiện, an toàn và mến khách, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần cho sự phát triển du lịch của quê hương di sản. Đoàn thanh niên cơ sở của Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thì đây là một trong những lực lượng xung kích hết sức quan trọng, góp phần tham gia để hoàn thành tốt các cái mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trong những năm qua. Và thực tế thì các bạn đoàn viên thanh niên của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thì cũng đã sống sáo, quyết liệt và hăng say trên các cái lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, thì bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học,
cứu hộ, rồi thì phát triển du lịch ở trên các lĩnh vực này, thì ở đâu hoàn cảnh nào thì các bạn đoàn viên thanh niên của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đều hoàn thành tốt xuất sắc cái nhiệm vụ chính trị của mình. Thì thay mặt cho lãnh đạo vườn cũng đánh giá cao về cái vai trò trách nhiệm của đoàn cơ sở đoàn vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và các bạn thanh niên của Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trong cái tiến trình phát triển của vườn. Trong thời gian tới thì đoàn cơ sở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng sẽ tập trung công tác chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc và các đoàn viên thanh niên trong cái việc là tham gia công tác quản lý bảo vệ rừng, tham gia cái công tác đồng hành cùng phát triển du lịch, rồi là cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính. Thì đó là những cái nhiệm vụ mà gắn với cái nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan đơn vị của ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Thì ngoài ra thì chúng tôi sẽ chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là để cho các cái đoàn viên thanh niên phải tự hào và có một cái sự tự hào hơn hết. Bản thân đoàn viên thanh niên đoàn cơ sở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng phải có một cái sự tự hào khi là đoàn viên được cống hiến, được làm việc trên cái mảnh đất quê hương di sản, được đóng góp cái công sức của mình trong cái việc là bảo tồn và phát huy các cái giá trị di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng trong cái thời gian tới. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đoàn cơ sở vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng còn làm tốt công tác đồng hành cùng thanh niên, xung kích đi đầu trong các hoạt động hướng về cộng đồng vùng đệm vườn quốc gia. Đoàn viên của các chi đoàn đã tích cực hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, tuần lễ biển và hải đảo, bảo vệ dòng sông quê hương. Nhiều phong trào tình nguyện đã tạo được tiếng vang lớn như xây dựng quỹ học bổng nâng bước em đến trường, tổ chức chương trình áo ấm mùa đông cho trẻ em vùng cao, kết nối với các tổ chức thiện nguyện trao quà cho các cụ bà và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức trung thu cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng học tập, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân, đồng thời tu dưỡng rèn luyện lý tưởng, đạo đức để tiếp tục xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng và là thế hệ kế cận trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, góp phần dựng xây quê hương Quảng Bình đổi mới, giàu mạnh và phát triển. Thanh xuân năm ấy, dưới lá cờ đoàn rực đỏ sẽ là những năm tháng đẹp đẽ nhất mãi mãi không bao giờ quên của các thế hệ thanh niên của tuổi trẻ Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.